Tam thúc, Dương phi nương nương tới rồi. Vị này là Tiểu thập, vị này là Tam thúc. Tham kiến Dương phi nương nương, không cần đa lễ. Lần này cô nương đến không rắc bột hơn, làm ký hiệu nữa chứ. Anh hùng không hỏi hành tung, bảo bối không hỏi nguồn gốc. Nếu cô nương muốn mua thì trả tiền, không mua thì đặt xuống. Đừng hỏi quá nhiều, tránh phạm phải luật ngầm của thị trấn quỷ. Ngài là người bán hàng trong thị trấn quỷ ở thành Vệ Dương. Quá ra hai người biết nhau. Vậy thì dễ nói rồi. Tam thúc, vị này là Trắc Phi Túc Dương, phó dung phó cô nương, cũng là đồ đệ duy nhất của lầu chủ. Nếu đã từng gặp mặt, chắc chắn là có duyên. Hôm nay mời cô đến là mong cô cùng giúp chúng ta tìm tấm linh bài của Như Ý. Ta muốn xác nhận lại một chuyện. Trước đây ta từng đi theo sư phụ tới thành Cát Xương, núi Thái Sơn sạt lở, người bị thương vô số. Có phải là do sư phụ làm không? Nương nương, người nói gì vậy? Lầu chủ sao có thể làm việc đó? Nếu Như Ý quả là có một đồ đệ tốt, là ta toàn tâm toàn ý tin tưởng người, lại còn đem vòng tay Như Ý tặng cho người. Người có biết cái nhìn thấy vòng tay của Như Ý, dù ngươi gặp bất cứ nguy hiểm gì thì quân đệ trong lòng cũng sẽ công bằng tính mạng bảo vệ ngươi chu toàn. Vậy mà người đối với sư phụ của mình, đối với Như Ý lòng, ta không hề có chút tín nhiệm. Nếu đã như vậy, gặp mặt có ý nghĩa gì? iQIYI, strange name, amazing shows. iQIYI.